Chị biết là em thật lòng thương bé My mà. Gia đình có chuyện gì á, hay là bé My gặp chuyện gì cứ nói với em đi. Cô Nguyên, cô Nguyên ơi, giờ tôi không biết làm sao hết. Tôi có một thân một mình nè, tôi không biết trông cậy vào ai hết. Ông mình, ông bắt My để uy hiếp anh cơ. Chuyện này là sao chị? Chị bình tĩnh nói cho em nghe đi. Cô Nguyên, cô đừng có kể cho ai hết nha. Bây giờ không có biết là ông giao con My ở đâu hết. My mà coi chuyện vậy là tôi không sống nổi đâu. Kể từ lúc mà ông bắt bé My, ông có gửi hình ảnh gì cho chị không? Chị đưa em coi đi, biết đâu em nhận ra chỗ đó thì sao? Không có. Ông gọi cho tôi lần đầu á, ông cho tôi nghe tiếng bé My khóc. Xong rồi gọi cho tôi một lần nữa, ông hỏi là tôi vô thăm anh Cơ sao rồi. Ông nói khi nào mà tòa xử anh Cơ, ông mới thả bé My về. Không lẽ chị khóc lóc kêu cứu mà không nói thêm gì hết hả chị? Không có. Nó chỉ khóc kêu ổng thả nó ra thôi. Mà chỗ đó ồn lắm. Tôi nghe tiếng nhạc không à, không có tiếng người hay là tiếng xe gì hết á. Mấy bữa nay em đi ngang nhà ông Ba Bình á, em nghe ổng bắt nhạc. Mà từ trước giờ ổng có bắt nhạc bao giờ đâu. Có khi nào ổng và bé My ở nhà ổng không chị? Phải không cô? Sao mà ổng nói với tôi là ổng cho người đưa con My lên ghe ra một chỗ khác rồi. Em thấy sáng nào ổng cũng ra chợ mua đồ ăn hết á. Để ngày mai em qua nhà ổng thăm dò coi làm sao. Chị yên tâm đi, em sẽ làm cẩn thận, không để cho ai phát hiện đâu. Vậy mà em vẫn mở được hả? Trời ơi, phải chi anh học được chiêu này hồi lúc mình bị bắt ở nhà bà Sương á, là anh tự mở khóa được rồi. Mấy cái chiêu này là bạn trùa siêu trộm chỉ cho em biết đó. Tất nhiên trộm cơ phải biết chiêu trò này rồi. Nhanh lên Mẫn. Bây giờ anh Phúc chị Nguyên ở ngoài canh nha. Em vô trong tìm bé My. Em vô đi. Baby, thả con ra đi mà ông ba ơi. Thả con ra. Baby, là chú Mẫn nè. Chú cứu con với chú. Chú Mẫn ơi, cứu con với chú ơi. Chú Baby. Chú ơi chú. Sao đâu con? Nè, con bình tĩnh lại, bình tĩnh lại. Có chú Mẫn rồi. Dạ. Nha. Quyên, ông về kìa. Sao vậy? Tính sao? Phương bình tĩnh đi. Bây giờ mình đợi ông xuống đây, mình bắt ổng cho ổng khỏi bỏ chạy. Trời, chuyện lớn gì vậy? Bình tĩnh đi.
Ủa, chú ba. Chào chú ba. Mấy đứa tới đây làm gì vậy? Dạ tụi con qua đây có chút việc muốn hỏi chú ba. Hả? Mọi người, chú ba, ông đừng phòng trốn thoát. Mùa sậy trổ bông, 20 giờ từ thứ hai đến thứ bảy trên truyền hình Vĩnh Long 1, và xem lại độc quyền trên ứng dụng THVLI.